Rất vui được chào đón anh chị em tiếp tục quay trở lại với kênh của Alarm Audio. Trước mắt anh em là một sản phẩm âm ly với phân khúc rất là bình dân, có thương hiệu là Maza và có model là PM54D anh em nhé. Em này thì có kích thước ngang là 42, cao 11.5, sâu 37, cả các chạm loa lẫn các cái lún chức năng. Sấy ủ mặt màu đen phay nhôm, công suất tiêu thụ lên 120W, có thể đánh tốt được các cặp bát 30 anh em nhé. Em này thì có tính năng chơi cầu A, cầu B, lầu lớn và đặc biệt có rất là nhiều các cái cổng kết nối đầu vào. Em đang đưa máy đến rất gần để cho anh xem độ đẹp cũng như là hình thức của em nó ở mặt tổng thể nhé. Em này thì có con khúc rất là tầm tiền, sở hữu 4 giò thang rất là khỏe. Em này thì một trong những em trò chất âm tốt nhất của mã 54 nhé. 54 thì có 54 trơn, 54D, 54DS. Đấy. Em này thì tiếng rất là hay và đặc biệt rất dễ ghép loa anh em nhé. Đấy, anh em nào mà đang có nhu cầu sở hữu ước này thì bên em đang bán với giá rất là ưu đãi nhé, chỉ 3 triệu cho một sản phẩm âm ly mang thương hiệu Maza và có model là PM54D. Những em này thì trước đây thì không dưới 3.500.000 anh em nhé. Đợt tới thì bên em sẽ đã bán cho anh em một số các cái sản phẩm có cái ưu đãi rất là lớn trong cái dịp cuối năm, giảm giá rất là tốt để cho anh em có thể sở hữu các cái thiết bị âm ly karaoke cũng như lọc xì âm ly hàng bãi nhập nội địa. Đấy, cũng như là vang cơ vang số. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại em đang để sẵn ở trên bàn và em sẽ báo giá cụ thể và chi tiết qua các sản phẩm trên từng video anh em nhé. Em giới thiệu đến sản phẩm nào thì em sẽ báo cho anh em giá từ sản phẩm đó. Anh chị em nào quan tâm thì có thể liên hệ kết bạn Zalo và số điện thoại em đã để sẵn ở trên bàn. Có rất là nhiều các sản phẩm mà em sẽ đăng dần dần. Đó, đây là phía sau anh em nhé. Đấy, phía sau máy rất là đẹp này. Thông tin của em nó điện 100, công suất tiêu thụ, nơi sản xuất. Đấy, rất chi tiết và rõ ràng. Em này thì em đã đóng máy vào rồi. Anh chị em nào quan tâm còn là nội thất thì có thể liên hệ với bên em để bên em gửi chi tiết cho anh em nhé. Giá là 3 triệu vẫn bao ship cho anh em nào chuyển khoản đủ. Đấy, rất là ưu đãi. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ với bên em. Các bác đang xem live thì có thể cho em xin một lượt like để lấy tương tác, để được tới em sẽ ra rất là nhiều các cái video và bán các cái sản phẩm lọc xì để giảm giá để cho anh em có thể sử dụng được, chơi được trong cái khuôn viên này nhé, tầm tiền. Em xin phép tạm dừng clip tại đây, hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Chào anh em.